ông nó lại to như cái thùng phi thế không biết. Cái bản mặt nhìn không thế nào ưa được. Vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình. Cái loại ăn khoái cả vỏ, ăn chó cả lông, ăn không cả hột. Ê, cụ làm gì mà nhìn tôi đắm đuối như cây chuối bên bờ ao thế? Ăn đi chứ. Được rồi, ta ăn lúc nào chẳng được, quan trọng là ông ăn ngon miệng là chính. Ngon lắm cụ ạ. Cụ không ăn nhanh là hết bây giờ. Nhìn cô ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái không cái chứ. Sao mình lại phải trải qua cái cảm xúc nó khó tả đến mức này? Bên trong thì chua chát, bên ngoài thì tán nát. Cứ tưởng gai được lão phù ông, ăn được của lão một bữa, ái ngờ lại thành ra thua cược, phải mời lão ăn thế này. Tức, tức cái lông ngực vô cùng. Đây nhá, để tôi gắp cho cụ một miếng này, cụ ăn đi. Được rồi. Mà này, hôm nay cứ gọi là ta thua cuộc nên ta phải mời ông ăn đi. Nhưng ông nghĩ lại mà xem, cơm gạo nhà ta mùi vị thế nào ông cũng biết rồi. Còn cơm gạo nhà ông thì ta chưa được nếm thử bao giờ. Không biết nó có gì đặc biệt không, mà nuôi ra được một con người tròn chỉnh như ông. Nếu được thử một lần trong đời, chắc ta cũng thấy toại nguyện lắm. Ôi dào ơi, cơm gạo nhà nào chẳng như nhà nào, cùng trồng trên cái đất làng hạ này cả mà. Việc gì phải thử cho mất công ra. Ta cứ ăn ở nhà ta thì nó lại chẳng thương quá, nhưng bữa nào được ăn ở nhà ông thì nó mới gọi là đặc biệt chứ. Gì chứ tính ta dễ lắm, chỉ cần cơm trắng với canh rau dứa cả cũng được, chứ có cần gì cao sang lắm đâu. Cụ cứ nói thế, ở nhà cụ ăn nào sơn hào hải vị, thịt gà cá mú. Thế mà sang nhà tôi phải ăn cơm rau dưa cả thì có mà nhìn không được. Thôi, ai lại làm thế? Thế thì ông cứ mời ta một bữa thịt gà cá mú cũng được. Gì chứ ta có quan trọng lắm đâu, chủ yếu là ở cái tấm lòng. Tấm lòng tôi thế nào thì cụ biết rồi còn gì. Mời cụ thì nó dễ. Ê nhưng mà cứ cái gì dễ quá là tôi không thích. Tính tôi là phải cái gì nó cứ khó khó cơ, khó nó mới ló được cái khôn chứ. Cơm nó rượu say rồi mà vẫn canh giá cáo độ. Gai mãi nãy giờ mà không làm sao khiến lão mơ mồm ra mời mình được. Bực thế chứ liền. À đúng rồi, không chịu mời thì ngày mai cứ đúng giờ cơm mình sáng chơi rồi ơ ly đấy. Không mời mình ăn cùng thì cũng chết đói, mà nếu bế cơm canh ra ăn xem có dám ăn một mình không. Ý, đúng, phải kiên quyết mạnh mẽ như vậy thì nó mới ra được cái vấn đề. Mình cứ đi sớm tí cho nó chắc, hôm nay nhất định không ăn được bữa cơm nhà phụ ông thì không về. Phú ông ơi, ông có nhà không? À, kia rồi. Ông đang làm cái gì thế? Cơm, sao lão tỉnh mắt thế? Làm mình chưa kịp trốn thì đã bị tóm sống rồi. Nhìn cái bộ dạng kia thì chắc 90% hôm nay sang đây là có âm mưu không trong sáng rồi. Ê cha cha, nhà phú ông thoáng mát ghê. Cụ cứ quá khen. Có chuyện gì mà sang nhà tôi sớm thế? Tôi đang định chạy ra ngoài có tí việc. Cống với việc gì tầm này, cứ làm in ít thôi ông ạ. À, gì chứ ở cái tầm này rồi là phải biết tận hưởng cuộc sống. Vâng, trộm vía, nhờ ông bà tổ tiên độ nên nhà tôi cũng tạm tạm. À đấy, nói đến ông bà tổ tiên thì phải nhắc lại, chắc là tầm 9 đời trước tổ tiên nhà ông hình như cũng có họ với tổ tiên nhà ta thì phải nhá. Sao tự dưng hôm nay Lý trưởng lại có nhã hứng sang đây trò chuyện thế? Nghe cái giọng điệu lôi từ tổ tiên 9 đời trước ra để nói thì chắc là chuyện còn dài dài rồi. Gì chứ mấy lần trước, lần nào chả vậy.
Cứ nói gì đến con số là lý trưởng cũng phải đi lần lượt tuần tự giật lùi về số 0, rồi lại còn về số âm còn gì. Đấy, cứ nói chuyện nãy giờ, nhưng chắc là ông chưa biết rằng ta là ta mê cái món tôm đông rang lá chanh lắm nhá. Với cá rô rán giòn, ăn với bát cánh mông tơi cũng gọi là nhất nhì. Vâng, thú thật tôi cũng có thấy cụ chê món nào bao giờ đâu. Đúng đúng, ta tính cũng dễ ăn dễ uống mà, có món gì cũng ăn chứ chẳng kén cá chọn canh đâu. Sao mà ngồi dài thế, nói chuyện hết cả gia phả rồi nói chuyện không sót nhà nào làng hạ, giờ lại nói đến chuyện món ăn. Không biết đường đứng dậy ra về cho nhà người ta cơm nước đi hay sao mà nói lắm thế. Ấy dồi ôi, Phú ông ơi, vào tôi nhờ chút. Đây đây, gì thế? Sao, ông xem mau mau mà tiễn lý trưởng về đi chứ, chưa chảy chưa chật rồi. Khổ, tôi đã tìm đủ 9.4007 cái lý do rồi mà lý trưởng không chịu về. Tôi nghi hôm nay quyết sang đây ăn trực nhà mình rồi. Hả? Ăn trực á? Thì chẳng là hôm qua tôi thắng cược lý trưởng được ăn một bữa nhà cụ ấy. Nhưng suốt bữa ăn xem chừng cụ ấy cũng hậm hực lắm. Thế nên là hôm nay sang đây thế này chỉ có một đáp án, đó là quyết tâm ăn trực nhà mình. Căng đấy nhỉ? Để xem nào. Đúng rồi, ghé tai lại đây tôi bảo. Được lắm. Đấy, nhớ những gì tôi dặn đấy, chịu khó một tí nghe chưa. Thôi, ông ra đi. Chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Nào, để tôi rót thêm cho cụ chén nước. Nãy giờ nói đến rụng cả cuống họng rồi mà chưa thấy mời cơm. Nước thì uống đến mấy ấm rồi, chứ có phải là ít đâu. Muốn thi gan với mình hả? Được rồi, hôm nay ta uống cạn cả giếng nhà ông. Ôi trời ơi, cái gì thế? Cái gì đây? Ông giấu giếm cái gì đây? Là con mẹ gấm nó tặng ông chứ gì? Tôi biết ngay mà, bảo sao dạo này về cứ cấm cẩn mắng vợ quát con. Ra là bao nhiêu ngọt ngào mang đi cho đứa khác hết. Để xem, tôi sang tận nhà con gấm hỏi xem nó định bày mưu tính kế gì mà tặng ông thứ này. Kìa bà nó ơi, bà hiểu nhầm rồi. Ê kìa, từ đứng lại, đừng có đi, hàng xóm láng giềng người ta lại cười cho. Gái nhỉ, hóa ra là con mẹ gấm nó thích Phú ông à. Lạ nhỉ, cứ tưởng mụ ta ghét nhất là mấy cái lão bụng phệ. Nhà này đi đánh ghen về chắc đói bụng, sẽ phải đi ăn cơm thôi. Mình đợi cố xem thế nào, không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Nhưng đi đánh ghen về xong thì chỉ sợ Phú ông lại ăn nồi ăn niêu, ăn bát với đũa chứ lấy đâu ra cơm mà ăn. Hay là cứ chạy đi hóng xem họ đánh ghen thế nào. Đâu rồi? Phú ông Phú ba chạy đi đâu rồi? Sao không thấy ai trong làng bàn tán gì thế nhỉ? Bình thường có vụ gì là người ra người vào bàn nháo nháo nhác cơ mà. Ôi giời ơi, đúng lúc đáng đói bụng lại chạy ngang quán nhà mụ Bèo. Sao mà thơm thế? Ha, gì thế kia? Là Phú ông Phú bà đang ngồi ăn à? Tưởng họ đang đi đánh ghen bên nhà con gấm cơ mà. À, phen này thì ông bắt được tại trận rồi. Úi giời. Ôi, quý hóa quá, mời lý trưởng vào. Cụ ăn gì để tôi làm nào? Xem kia. Thế mà tôi cứ tưởng ông bà kéo nhau sang nhà con mẹ gấm, hóa ra là kéo nhau ra đây. Khiếp, sao bát bún nó đầy thế, lại còn hằn cả cái đùi gà kèm với má đùi. Cụ Lý đấy à? Sao không cứ ở nhà uống nước? Vợ tôi nóng tính quá nên tôi phải kéo bà ấy ra đây làm tí cho hạ hỏa. Tôi cũng đang nóng quá đây, muốn hạ hỏa lắm rồi đây. Thì cụ hạ ngay đi chứ còn gì.
Được rồi, đấy là ông nói đấy nhá. Ba Bẹo, cho tôi một tô bún đuôi gà nguyên má đuôi giống của phủ ông phủ ba. Có ngay. Đói quá rồi, nhưng thôi, cũng may là kiếm được bát bún đuôi gà. Ôi giời ơi, sao hôm nay bún nhà mụ Bẹo này ngon thế? Ông này giỏi nhỉ. Đây rõ ràng là cái vòng ông tặng tôi cơ mà. Sao lại giấu giấu giếm giếm vào người? Định mang đi cho con nào hả? Rất cả mình. Đâu có đâu. Tôi thấy rơi nên tôi nhặt hộ bà ấy mà. Điêu, đồ của tôi cất kỹ có rơi bao giờ? Hóa ra bấy lâu nay ông vẫn lén trộm đồ của tôi đi cho gái à? Trước mặt vợ thì lúc nào cũng bảo nhất vợ, nhưng sau lưng thì gian gian díu díu mập mờ với gái. Giỏi, giỏi. Để tôi xem ông đã trộm của tôi những gì rồi. Kìa, bà nó ơi, đứng lại, đứng lại. Tôi không có gian gian díu díu mập mờ với con nào cả mà. Bà ơi. Cái nhà này bất ổn thật. Cứ động tí là giận dỗi nhau. Giá cả rồi, có gì thì về nhà mà đóng cửa bảo nhau. Chứ ai lại làm như thế xem có mất mặt không. Ấm cái bụng rồi. Đi về đã. Ơ kìa, cụ Lý, đi đâu mà vội thế? Ăn xong rồi thì đi về chứ sao. Ô hay, cụ có quên gì không? Không, ta có mang gì đâu, không quên gì cả. Cụ ăn no thì phải tỉnh táo chứ, sao lại giả ngây giả ngô. Cụ không nhớ thì để tôi nhắc cho mà nhớ nhá. Cụ quên chưa giả tiền đấy. Quả mơ có hột à? Mau giả tiền ba bát bún kèm đùi gà, có nguyên má đùi đây, rồi đi đâu thì đi. Ha, cả ba bát đó. Chứ sao nữa, cụ ăn cùng phú ông phú bà một bàn. Mấy người nháy nháy nhau trước khi ăn còn gì, mau giả tiền đây. Ôi giời à, lúc mời khách thì ngọt ngào thế, mà lúc đòi tiền thì cứ như giáng hồ ấy. Chỉ ai định bùng thì tôi mới phải thế. Rơi ơi là rơi, sao lại khổ thế này. Tưởng ăn được của nhà phú ông bát bún, hóa ra mình lại một mình gánh cả đội nhà phú ông. Cay, cay tê tái. Muốn ăn được của phủ ống mà sao khó quá. Khó quá. Không biết cụ Lý sẽ bị xử như thế nào nhỉ. Còn thế nào nữa. Đền bù với phạt tiền thôi. Cho chừa cái tội ăn hối lộ. Đúng đấy, ai đời lại xử thắng cho người làm chết trâu của người ta. Tớ thấy á, lần này căng đấy. Mọi người bàn tán khắp nơi. Tớ là tớ muốn xem lần này quan huyện xử án như thế nào. Mong không như vụ án con ruồi nọ. Tớ nhớ rõ vụ ấy. Quan phạt con ruồi, xong cuối cùng má quan lại in rõ 5 ngón tay. Tớ nghĩ sau vụ ấy quan khôn hơn rồi. Không ai dại 2 lần đâu. Cùng lắm là lại nhờ Hồng Xiêm hiến kế thôi. Mong là quan không nhờ tớ nữa, chứ tớ vắt óc mãi nhức hết cả cái đầu. Mà sao chưa thấy phú ông đi qua nhỉ? Chứ đi bộ thế này á, chắc Tết thằng Tây mới tới nơi quá. Chắc cha tớ cần tới rồi ấy mà. Xoài, nói các bạn lên xe đi con. Cha, lên xe nào các cậu. Cháu chào phú ông ạ. Mày quá, lên xe thôi. Phú ông cho đi nhờ xe, hy vọng là trời không sấm sét đùng đoàng, mít mật nhỉ. Nói nhỏ thôi. Đã nói đúng, lại còn nói to. Cẩn thận bị cái mồm mà cái chân phải mỏi nhá. Thôi, các cậu đừng chi chóe nữa. Không tranh thủ mà ngắm cảnh đi. Mấy khi mới được lên tỉnh chứ. Ngắm thì ngắm, làm gì căng. Lý trưởng, ngươi đã biết tội của mình chưa? Quan lớn, con biết tội rồi ạ. Xin quan lớn nương tay. Con cũng chỉ nhầm của chú tôi ạ. Chút là chút thế nào. Ai xử án cũng nhầm có chút như ông thì khổ dân đen chúng tôi.
Con bảo ông thấy cái lão trọc phú kia đã sợ xón cả ra quần nên mới xử sai ấy chứ. Này này, ngươi cẩn thận cái mồm, ăn nói cho cẩn thận. Ta làm sao mà phải sợ ai chứ ha? Ngươi mất có một con trâu, làm gì mà căng? Ông thật là ngang ngược. Con trâu ấy là tài sản lớn nhất của nhà tôi đấy. Giờ nó chết rồi, lấy gì cày bừa, cả nhà tôi chết đói à? Im lặng, chốn này là nhà, là chợ của các ngươi đấy à? Lý trưởng, ngươi có biết là vì ngươi mà cuộc sống của người ta càng khốn khó hơn không? Dạ bẩm, xin quan lớn bớt giận ạ. Dù gì, quan cũng đã xử lại công bằng cho họ rồi, không mấy con bồi thường cho quan. Coi như là tổn hại sức khỏe khi quan phải xử lại, được không ạ? Kể ra người cũng... Dạ, con không hiểu quan thì ai hiểu nữa ạ. Dạ bẩm quan, vụ án này lùm xùm cả làng hạ, con thấy ai ai cũng bàn ra tán vào. Ta biết, hắn xử án không quyết đoán, không dám mạnh dạn bảo vệ lẽ phải. Có thể hắn cũng vì tiền làm mờ mắt. Nhưng thiết nghĩ, hắn cũng có nhiều công lao, nếu bãi chức hắn thì cũng hơi nặng tay. Ta đang nghĩ xem có cách nào để hắn chừa cái tội quan liêu đi không. Dạ bẩm quan lớn, con có cách này ạ. Được, ta biết rồi. Láo, ngươi thật láo. Ngươi định thử thách lòng trong sạch của quan à? Lính đâu, lôi hắn ra đánh 50 roi cho ta. Ây, xin quan lớn bớt giận à. Xin quan lớn bớt giận à. Lính đâu, đem dụng cụ phạt ra đây. Dạ bẩm quan, dụng cụ phạt à? Là gì thế ạ? Chẳng lẽ quan lần này lại chơi lớn, nhốt cụ Lý vào trong bao tải rồi dùng roi tẩn à? Ông cứ giỏi tưởng tượng, có phải lợn đâu mà cho vào bao tải. Phạt như vậy cũng đáng, cho chừa đi. Ơi da, xin quan bớt giận, xin quan bớt giận. Quan mà cho con vào bao tải rồi đánh như thế thì con gì là con nữa à? Ôi, nhìn cụ Lý kìa, mặt xanh như đít nhái thế kìa. Đâu còn cụ Lý hống hách với chúng ta ngày nào nhỉ? Tất cả im lặng, ngươi nghe đây. Nể tình ngươi cũng là người có chức sắc trong làng, nên bên cạnh việc ngươi phải mua lại một con trâu cho ông Tư, ta cho ngươi được lựa chọn hình phạt cho mình. Dạ, quan cho con chọn những hình phạt nào ạ? Đơn giản thôi, ta cho ngươi chọn một trong ba hình phạt sau. Thứ nhất là ngươi ăn 50 củ hành tây. Thứ hai là chịu đánh 50 roi. Và cuối cùng là nộp phạt 5 quan tiền. Ngươi chọn hình phạt nào? Hôm xiêm, cậu đoán xem cụ Lý sẽ chọn hình phạt nào? Cần gì phải đoán, tất nhiên là sẽ không nộp phạt rồi. Cụ Lý coi tiền còn hơn cả tính mạng thế kia, nên chỉ chọn đánh hoặc ăn hành tây thôi. Nhưng cụ Lý chọn gì nhỉ? Đánh thì đau, ăn hành tây cũng đau chứ. Các cậu im lặng nào, đâu sẽ có đó. Tất nhiên là ta không bao giờ mất tiền cho cái lão quán tham này rồi. Mà đánh 50 roi chắc nát xương mất. Thôi, chịu khó ăn hành vậy, 50 củ chắc cũng no bụng, đỡ phải ăn cơm. Dạ bẩm quan, con chọn ăn 50 củ hành ạ. Cụ ơi, cụ nghĩ kỹ chưa ạ? Ăn hành cay lắm, mà tận 50 củ chắc cày thủng bụng mất. Ngươi thì biết cái gì, hành tây cũng có vị ngọt nhá. Đúng là trứng đòi khốn hơn vịt. Được, vậy thì chúc ngươi ngon miệng. Tương là đánh đòn ông mà dễ à? Lấy tiền ông thì càng không dễ nhá. Ta sẽ ăn hết số hành này trong một nốt nhạc. Dạ bẩm quan, hành ngon, hành ngon ạ. Quan cho chọn như thế này thì dễ cho cụ Lý quá, chẳng mấy mà ăn hết hành. Cậu yên tâm đi, chắc chắn cụ Lý không ăn hết nửa số hành đâu. Đừng nói là ăn hết. Nhìn cái mắt của ta, ôi cay mặt quá, ta không chịu được nữa.
Con đã bảo mà cụ không nghe cơ, ăn hành cay lắm. Người không bớt mồm bớt miệng đi được à? Ông đã đáng cay mắt, lại còn nghe người lai nhai. Thế nào, người vẫn quyết định ăn hành tiếp chứ? Dạ bẩm quan thôi, con xin thôi. Con không thể nào chịu được nữa, quan cho con đổi hình phạt được không ạ? Được, coi như hôm nay ta tốt tính. Thế bây giờ ngươi chọn đánh hay chọn phạt tiền? Cụ ơi, con nghĩ là cụ nên nộp tiền đi cho nó nhàn thân cụ ạ. Chứ đánh đòn thì đau lắm. Lại chứng khốn hơn vịt rồi. Ngươi nghĩ tiền là vỏ hến, là đá là đê à? Dạ bẩm quan, con chọn đánh 50 giói ạ. Nhưng xin quan dơ cao đánh khẽ khẽ. Lính đâu, đánh lý trưởng 50 giói cho ta. Nhớ là phải khe khẽ. Khe khẽ với cái người xử án không dứt khoát, gây tổn hại đến người dân này. Nhớ chưa? Ví tiên, cố lên Lý ơi, đau một tí thôi. Ây! Ơi đau thầy ông bà ông vai quá nỗi. Các cậu ơi, cụ Lý đi bằng bốn chân rồi kìa. Con đã bảo rồi mà cụ không nghe cơ, giờ thì không biết ai là trứng ai là vịt đây. Dạ bẩm quan, đã xin quan đừng đánh nữa, quan cho con nộp tiền nè. Được rồi, không đánh nữa. Dạ đa tạ quan lớn, đa tạ quan lớn à. Cụ Lý, nếu ngay từ lúc đầu khi chọn giữa 50 củ hành tây, 50 roi và chịu phạt 5 quan tiền, cụ chỉ cần dứt khoát chọn một thì có hơn không? Gớm, ông ta mà dứt khoát được thì đã không xử oan cho ta. Tại cụ Lý thiếu dũng khí, lại còn không quyết tâm nên mới phải vừa ăn hành, vừa bị đòn đau mà vẫn mất tiền. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Biết thế chọn nộp phạt ngay từ đầu cho xong. Cũng như việc cụ xử án, đáng lẽ cụ Lý dứt khoát, dũng khí một chút, không e sợ thủ phạm là trọc phú, không xử oan cho người vô tội thì đã không có ngày hôm nay. Thì có phải cái chọn hình phạt này là trò của người không? Thì con chỉ muốn giúp cụ nhận ra cái sai của cụ thôi mà. Người, ai ơi giời, sao người không nghĩ ra cách nào để ta đỡ đau hơn một chút? À ôi, đau quá. Thèm thế không biết, cậu ăn một mình thế này không thấy ngại à? Ê ê ê, của tớ ăn, tớ có ăn của ai đâu mà ngại. Cho tớ miếng. Đúng đấy, bạn tốt là có đồ ngon phải chia sẻ cùng nhau chứ. Cậu không cho Hồng Xiêm ăn, mai cậu ấy không giảng bài cho cậu đâu. Chia thì chia, có thế chứ. Đúng là cơm mẹ Mít Mật nấu có khác, ngon thật. Ngon hơn cơm cha tớ nấu ấy chứ. Ây da, đúng là bọn không có tiền. Chỉ ăn cơm nắm với muối vừng mà cũng khen ngon. Bọn nghèo kiết xác. Lại một đứa ưa nịnh, kèm hai tên chuyên nịnh hót. Kệ chúng nó, mình ăn tiếp đi. Ê mấy cậu, tối nay đi ăn bò nướng không? Tất nhiên là có rồi. Người có tiền có khác, nói câu nào chất câu ấy. Các cậu có thấy một hào quang rực rỡ phát ra từ người ổi không? Người thấy hôi rình, hào quang rực rỡ cái khỉ gì? Yeah. Đừng thấy người sang mà sỉ nhục nhá. Tớ găm cậu vào đầu đấy. Đồ Mít Mật béo ục ịch. Hai cậu, mình đi ăn luôn đi. Đi luôn. Đi. Ôi, hôm nay tớ quên tiền ở nhà rồi. Hai cậu, ai mang tiền cho tớ mượn đỡ một hôm? Tớ làm gì có tiền. Mà thôi, ban sáng tớ ăn no rồi, không đi ăn gì nữa đâu. Ừ, tự nhiên chán bỏ. Ồ, có tiền rồi. Ui, tớ lại thấy đói rồi. Mình đi ăn bò đi. Đừng ăn bò ở quán, có hai miếng như hôm nọ nữa ổi đại gia nhá. Đã thế, gân bò đó còn ngoe nguẩy, ăn phát khiếp. Hay là mình đi ăn bún chả đi. Cũng được,
Các cậu thích gì, tớ chịu, đi thôi. Tớ thấy hai cậu ấy chơi với cậu cũng chỉ vì tiền thôi, không tốt đẹp gì đâu. Hay, cậu đừng ỉ mình béo nhất lớp, rồi thích nói gì thì nói nhá. Đúng đấy, ai mà tớ chẳng chơi. Vậy cậu có chơi với tớ không? Eo ơi, cậu toàn mùi nghèo thôi. Phải sang những ổi tớ mới chơi, biết chưa? Mình đi thôi, ổi ơi, tớ đói rồi. Hay để tớ cõng ổi đi nhá, cứ trèo lên đường tớ này. Cõng tớ á? Ý kiến hay đấy. Tớ thắng rồi nhá. Kiểu gì thế nhỉ? Lúc nào Hồng Xiêm cũng thắng. Cậu để tớ đấu với Hồng Xiêm một ván. Nhất trí. Này, ô ăn quan này, ô ăn quan này. Ôi, cậu làm gì thế hả? Tớ thích đây, được chưa? Thích đây, thì sao nào? Làm sao? Cậu quá đáng rồi đấy. Bọn tớ đang chơi, mắc mớ gì mà cậu phá đám? Mít mật, bình tĩnh. Đây là đoạn đường chung, chứ không phải là đường của các cậu mà cấm đoán người khác đi lại nhá. Đúng là bọn con nhà nghèo, chỉ xứng đáng chơi ở đầu đường xó chợ thôi. Đúng đấy, đúng là lũ nhà nghèo. Nghèo ơi là nghèo. Cậu đừng có khinh người quá đáng như vậy. Thế không đúng à? Các cậu nhìn lại mình đi. Người ngợm thì bẩn thỉu, mặc thì toàn áo cũ, bạc cả màu. Ăn thì toàn mấy món rẻ tiền, có biết đồ ăn thượng hạng là gì đâu. Đúng đấy, phải như ổi. Nhìn phát là biết người có tiền ngay. Chuẩn luôn. Các cậu nói chi phải. Đây, thường mỗi cậu một xu. Đúng là người có tiền có khác. Cảm ơn anh ổi, để em bóp vai cho anh ạ. Đúng là một lũ xu nịnh. Thôi, chúng ta đi. Để bọn nghèo kiết xác này ở lại với mấy con trâu còi kìa. Mình đi ăn. Đại ca ổi, cho em ăn với nhá. Để em bóp vai tiếp cho anh. Tránh đường, tránh đường. Tức thật, để tớ cho nó một trận. Bình tĩnh nào, cậu lại bị trúng kế khiêu khích của cậu ta bây giờ. Đúng đấy, bỏ đi, bọn mình xếp lại chơi tiếp. Chấp nó làm gì. Cậu thấy đỡ mỏi chưa? Tay nghề của cậu cũng khá đấy. Duyệt, sau này tớ sẽ để cậu đi theo tớ. Có gì ngon, nhất định tớ sẽ không quên các cậu đâu. Cảm ơn đại ca. Ôi, cứu, mau cứu tớ. Trèo lên đây, đưa tay đây tớ kéo lên. Cứu, mau cứu tớ, kéo tớ lên bờ. Dây, không có cuộn dây thừng nào, làm sao bây giờ? Tớ không biết bơi, tớ không xuống đâu. Tớ cũng thế. Các cậu làm gì vậy? Mau cứu tớ. Nhưng tớ không biết bơi. Ôi, cứu tớ. Tớ không chịu được nữa rồi. Để tớ đi tìm người giúp. Phải đấy. Cứu. Ai, cứu tôi với. Cứu. Để tớ kéo cậu lên. Ôi, nắm chặt lấy tay tớ. Cứu tớ với. Ôi, nước bắt đầu chảy xiết rồi. Nắm chặt lấy tay tớ. Ôi, cứu tớ. Tớ không muốn chết. Cứu. Hồng Xiêm, cậu bám vào sợi dây này. Tớ phải biết mà sẽ kéo cậu lên. Đừng lo, tớ đã buộc dây vào gốc cây rồi. Mệt quá, cứ tưởng hai cậu bị nước cuốn đi rồi cơ. Ọc, tay tớ đau thế nhở? Sao, hai cậu bạn của cậu đâu rồi? Lúc ăn kẹo ăn bò thì đến nhanh thế. Sao lúc khó khăn lại mất tích thế này? Tớ... Ai lại nói vậy? Chắc các cậu ấy gọi người tới giúp thôi. Gọi gì mà gọi mãi không quay lại thế. Nếu không có bọn tớ á, cậu đã bị dòng sông kia nuốt trọn rồi nhá. Cảm ơn các cậu. Ôi mà cũng biết nói cảm ơn cơ à? Khách sáo thế. Ôi dào ơi, gặp người khó khăn thì bọn tớ phải giúp thôi. Nếu không phải là cậu mà là người khác, bọn tớ cũng sẽ làm vậy mà. Đúng là lúc này mới biết được ai là bạn. Cảm ơn các cậu. Từ giờ chúng ta là bạn, có được không? Kinh. Tớ được làm bạn với ổi đại gia cơ đấy. Tớ xin lỗi mà. Từ giờ tớ sẽ không chế giễu các cậu nữa. Thôi, mít mật đừng trêu cậu ấy nữa. Chỉ cần cậu không chê, còn bọn tớ, ai cũng chơi được mà. Vậy thì chúng mình chính thức là bạn thân kể từ ngày hôm nay nhá.
Được rồi, cứ chơi tốt với nhau là được. Bà Bẹo cho bát bún nào. Dạ có ngay, có ngay. Chị Bẹo, sườn chua ngọt của ta có chưa? Đợi hơi lâu rồi đấy. Dạ, cụ đợi một tí, sắp được rồi đây ạ. Mít mật, về đây. Dạ. Mau phụ mẹ bê đổ cho khách nhanh lên, quán đang đông. Nhưng mà con đang bận mà mẹ. Bận cái gì? Con thì có cái việc gì mà bận? Con đang chơi bì với thằng Xoài ạ. Đấy, chơi mà cũng gọi là bận à? Bê bún ra bàn chỗ kia cho mẹ. Con chỉ bê bát này thôi đấy. Lại còn mặc cả à? Mẹ thì đầu tắt mặt tối, con thì suốt ngày chỉ chơi thôi. Mẹ ơi, hay là bây giờ con tung đồng xu, nếu mà mặt sấp thì con phụ mẹ, còn nếu mặt ngửa thì con đi chơi nhá. Ơ kìa, vớ vẩn, cấm con đi đâu đấy. Còn bê mấy bát bún rồi còn gì. Mẹ mà không đồng ý là con chạy đi luôn đấy. Thôi được rồi, tung đi. Con thắng nhá, được đi chơi rồi. Con mới chẳng cái. Mẹ làm sao mà biết được đây là đồng xu hai mặt đều ngửa của thằng Hồng Xiêm? Kiểu gì mình chả thắng chứ. Nghe nói mấy nay cô Bẹo ốm à? Tôi nhìn cô gầy đi hẳn đấy. Dạ vâng bác. Em bị cảm với đau đầu xoàng xoàng ấy mà. Ấy, cảm với đau đầu là không coi thường được đâu. Ra ngoài mà gặp gió độc là méo mồm chứ chẳng chơi. Dạo này thời tiết thất thường lắm. À vâng. Bác ra kia xơi nước ạ. Thôi thôi, không cần nước nôi gì đâu. Cô cứ nghỉ đi. Mà bị ốm mấy hôm rồi, sao hôm qua tôi vẫn thấy cô mở quán. Em vẫn cố bác ạ. Dạo này đang đông khách nên cũng tiếc. Đóng cửa lâu sợ mất hết khách. Nhưng mà nay mệt quá, không cố được nữa. Ôi già ơi, kiếm tiền thì kiếm cả đời. Cô tham công tiếc việc quá đấy. Vâng. Được cái trời cho em sức khỏe bác ạ. Hiếm lắm mới bị ốm thế này. Ờ, thế thôi tôi về. Tí tôi nấu cho bát cháo tôi mang sang. Vâng, em cảm ơn bác ạ. Phiền bác quá. Ôi già ơi, hàng xóm láng giềng có gì mà phải khách sáo. Vâng, em chào bác ạ. Mẹ ơi, con trai của mẹ về rồi đây. Con đi chơi không bảo mẹ, ăn xong cũng không thèm rót cho mẹ cốc nước, để mẹ khát khô cổ từ sáng đến giờ. Con quên. Con với cái chỉ chơi là giỏi. Mà mẹ ơi, trưa nay mẹ con mình ăn gì nhỉ? Trưa con sang nhà bác Tám lấy bát cháo cho mẹ nhá. Thế con ăn gì ạ? Ngăn kéo có 5 hào đấy. Con lấy mua cái gì mà ăn nhá. Vâng. Thôi con đi chơi đây ạ. Mẹ đi nghỉ đi nhá. Ừ. Lấy cho mẹ thêm cốc nước nữa. Vâng. Đây mẹ ơi, con chơi với bọn Hồng Xiêm ngay nhà thôi. Có gì mẹ gọi con nhá. Ừ. Nhớ là không được la cà gần bờ ao bờ sông đâu nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Ôi giời ơi, giời ơi là rồi. Mít mật, về đây. Dạ. Về nhanh lên. Con mới chẳng cái. Ờ, mẹ làm đổ nước à? Tại con đấy. Người ta để cốc nước thì để gọn vào trong bàn, ai lại để tơ hơ ra mép bàn thế? Làm ăn lúc nào cũng cầu thả. Ờ, rõ ràng là con để vào giữa bàn mà mẹ. Lại cãi. Con với cái chỉ giỏi cãi thôi. Lớn tổ tổ ra chẳng biết làm cái việc gì, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Dọn đi nhanh lên. Mẹ nhìn đi, đây này. Vệt nước ở đấy cốc nhá. Rõ ràng con để ở giữa bàn mà. Đâu? Ừ, xem nào. Thì... Đấy, mẹ nhìn đi. Chưa gì mẹ đã chửi con rồi. Lúc nào cũng chửi con, hơi tí là mắng con.
Chắc mẹ hoa mắt, nhìn nhầm. Mẹ xin lỗi. Lời nói thì nói ra rồi, mẹ xin lỗi có ích gì chứ? Mẹ chẳng bao giờ nói lời dịu dàng yêu thương với con như mẹ thằng ổi cả. Nó chẳng bao giờ bị mẹ mắng. Thôi thôi, mẹ xin lỗi rồi mà. Giờ con dọn đống này hộ mẹ, chứ mẹ mỏi người lắm. Vâng, nhưng mà hôm nay là mẹ sai nhá. Rõ ràng là con đúng. Ừ, biết rồi. Thế thì mẹ phải cho con thêm 1 đồng, coi như đền bù. Cái gì? Sáng nay mẹ cho con 5 hào rồi còn gì. Nhưng mà 5 hào ít quá, con ăn hết rồi. Đi mà mẹ. Mẹ sai, mẹ phải đền bù cho con chứ. Mẹ đang ốm, đang mệt thế này, con không ở nhà giúp mẹ dọn dẹp lại còn đòi hỏi cái gì. Mẹ chẳng thương con gì cả. Mẹ ghét con còn hơn cả mẹ ghẻ. Mẹ còn chẳng bằng mẹ thằng Xoài. Thôi, con đi khỏi nhà cho mẹ vừa lòng. Này, mít mật. Con mới chẳng cái.